Tuy nhiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tụi mình tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 14 cây câu nha anh em. 14 cây câu này 14 cây câu lưa ghe thì sẽ có 4 cây bên đây là 4 cây máy ngang. Thì hàng của Daiwa, Shimano, Mayrap đều có hết. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán lấy hàng lỗi hoặc trong clip lên á thì em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho một người là một cây cần máy ngang anh em. Đó. Cây máy ngang, phen là phen gold. Cây này anh em lua kẽm, lua lóc đó nha, hơi một cây máy ngang phân gôn, ngoại hình ok nha mọi người. Thì cây này là cây IBT bên sổ, cây này của khù riêng đó. Độ cứng cây này là ML, dài 1m8, nhưng xuất sắc tí nha nè. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji chân gôn. Thì cái này nặng là 110g, tải mồi từ 3.5g đến 17g. Đọt là 1.8, đọt cứng là ML, giá công khai là 600k nha mọi người. Giá công khai là 600k, cái thứ nhất, giá công khai là 600k. Ngoại hình ok anh em, chất liệu là chất liệu carbon. Ta xuất xét đi tì nha. Rồi, tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 em lên cho người là một cây cần của Wala Max. Cây này của hàng China xích nhật nha mọi người. Đó, China xích nhật mà có đầy đủ nha. Cây này vẫn là một cây lua của máy ngang. Đó, bát là bát thẳng, phen là phen Fuji. Thì cái phần này nó còn miếng ni lông luôn. Đó. Cần ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Đây, sorry, chất liệu vẫn là chất liệu carbon, cán là cán bằng. Cái này vẫn một cây dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Phen này phen Fuji, bát là bát hãng. Thì cái này nặng là 100g, đọt là 1.9, tải mồi từ 3.5g đến 14g. Đó, giá công khai là 500k nha mọi người. Thì cái này độ cứng nó tương đương tầm khoảng M anh em. Tầm khoảng M. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây hàng của Daiwa. Daiwa. Bát là bát Daiwa nha mọi người. Bát rất là đẹp luôn nha. Cây dạng carbon sắn hai da, sắn chìm. Đây, đây em thấy. Cán là cán bằng, đó, còn miếng bao ni lông luôn. Cây này độ cứng là ML nha mọi người, dài 1m8, độ cứng là ML, hàng của Daiwa. Con này được sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Sản xuất tại Thái Lan thì chất lượng thì anh em rõ bàn. Đó. Tải dây từ 6 đến 14 lb. Đó, phen bass là phen bass Fuji. Fuji, chất liệu carbon. Sắn chìm nha anh em, sắn chìm. Nhìn rất là đẹp nha anh em, ngoại hình khá là ok. Cây này vẫn là một cây máy ngang, chia cho anh em vô lóc chẽm đánh nhẹ hơi. Đó. Độ cứng là ML. Cây này dài 1m8, tải mồi từ 5.25g đến 17.5g. Đọt là 1.7, nặng là 100g, giá công khai là 600k nha anh em. Đó, cây số 3, giá công khai là 600k. Độ cứng ML. Hàng của Thái Lan xuất Nhật. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 em lên cho người một dòng của Shimano. À, cây này một cây Shimano Batch 1. À, Batch Shimano luôn. Bát bao này làm đẹp mọi người. Bát Shimano Batch 1. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Bát là bát hãng Shimano. Đó. Cán là cán bằng. Chất liệu rồi chất liệu carbon. Batch 1. Hàng Shimano thì cái này được sản xuất tại China nha mọi người. Đó. Sản xuất tại China. Cây này dài 1m98. Tải mồi từ 7 đến 18g. Đó, tải dây từ 10 đến 16 lb. Shimano hàng Batch 1. Phen là phen Fuji nha mọi người. Đó, mã có tem quảng xuất đầy đủ. Ngoại hình ok. Cái này anh em đánh nháy hơi. Lô lóc
chẽm, con mực. Thì cây này nặng là 120g, đọt dài là 1m98, đọt là 2 ly, tải mồi từ 7 đến 18g, tải dây từ 10 đến 16 lb. Cây này độ cứng tương đương tầm hẳn ML. Giá công khai là 700k nha nè, giá công khai 700k. Cây số 4, cây Shimano Backone. Rồi, đó là 4 cây máy ngang em đem cho anh hôm nay. Em đem tiếp theo là cây số 5, phần còn lại là toàn máy đứng thôi nha mọi người. Cây số 5 em đem cho mọi người là một cây hàng của Romex. Cây này hàng của China xuất Nhật. Cây này nó bán tại Nhật tầm khoảng 17.000 yên, giờ tầm khoảng gần khoảng 3 triệu từ Việt Nam. Gần 4 triệu từ Việt Nam. Cái này thông số ở đây. Cây này dài 2m4, thu gọn 123cm, 2 khúc, đọt là 1 ly, góc là 11.3 ly, nặng là 142g. Độ cứng cây này tầm khoảng 33 đến 12 nha anh em. Độ cứng tầm khoảng 10 thôi, 13 đến 12, độ cứng rất là dịu luôn. Hàng này lua mực, thành bằng carbon là 98%. Anh em, hàng chất liệu carbon, phen là phen thường, bát là bát thường, phen là phen hãng, bát bát hãng nha anh em. Rất là mới nha, đẹp, cán 3 khúc, 3 carbon. Cái này anh em về đánh cháp, đánh thanh, câu mực rất là ok anh em. Đó. Cái này dài 2m4 nha mọi người. Hàng ngoại hình cực kỳ đẹp nha. Anh em mình tay đánh tôm, đánh cá mè. Đó, câu công mà công buốt luôn. Rồi ok anh em, đó, hàng rất là xuất sắc luôn. Đó. Đọt ở trên đây hình như là đọt tháp nha anh em, đọt tháp các con bạc. Càng đẹp nha người, công vút luôn. Thì cái này giá công khai, cây số 5 giá công khai là 600k nha anh em, 600k cộng ship. Rồi đây. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Đó, một cây Daiwa China xuất Nhật, hàng chất liệu là chất liệu carbon sáng nổi. Nè. Trong clip đã thấy phen bát là phen bát Fuji, bô là bô Fuji anh em. Phen là phen Fuji, phen đề 3. Nè. Dòng cần của Daiwa China xuất Nhật. Tem hoàng đầy đủ nha anh em. Bát là bát là bát thẳng luôn, bát thẳng đây qua. Cán là cán bà cúc. Nó tiện rất là đẹp nha anh em. Thì cái này dài là 1m8. Đây nè, dài 1m8, tải mồi từ 1 đến 10g. Tải dây từ 3 đến 8 lb. Đó. Độ cứng cái này chỉ có L thôi nha anh em. Độ cứng L. Hàng chi anh em lưu nháy hơi, lưu chẽm, câu mực. Anh em lấy đánh thanh, đánh cháp cũng được, chắc là ok, câu tôm. Thì cái này nặng chỉ có 90g thôi, nặng 90g, đọt là 1 ly 4, tải mồi từ 1 đến 10g, tải dây từ 3 đến 8 lb. Đó, dài 1m8. Giá công khai là 600k nha mọi người. Đó, cây số 1, 2, 3, 4, 5, cây số 6 giá công khai là 600k. Đó, hàng cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, carbon sắn. Rồi, cây số 6 giá công khai là 600k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho người là một dòng cần của Daiwa. Đó. Thì cây này là một cây dòng cần của Daiwa Phong Tung. Cây này là hàng của Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Phen bát là phen là phen Fuji, bát là bát hãng, bát Daiwa, cán là cán bằng. Nè. Cây này dài 1m, cây này dài 1m98. Dài 1m98, độ cứng là ML. Tải mồi từ 5 đến 21g, tải dây từ 6 đến 10 lb. Đó, hàng tay quan. Thì cái này ngoại hình có xuất sắc nha anh em. Đó, ngoại hình xuất sắc. Cái nào ngoại hình xuất sắc thì em bảo anh em xuất sắc. Xuất sắc nha mọi người. Đó.
Đọt cứng mà là thì cây này nặng là 100 g, dài là 1m98, đọt là 1.8, tải mò từ 5 đến 21 g, tải dây từ 6 đến 10 lb, giá công khai là 550k nè, 550k cộng xếp. Đó, cây số 7. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 ra cho người là một cây hàng full hợp. Đó, cây này của anh Fataco. Đó, cây này dài 1m8, thu gọn là 95 cm, nặng là 110 g. Đó, đọt là 1 ly 7, thì tải mồi từ 3.5 g đến 10 g, đầu cứng là ML nha nè, đầu cứng là tầm khoảng ML. Đó. Đây, chất liệu carbon nha, full hợp. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji luôn, hàng rất đẹp nha mọi người. Đó. Carbon sẵn nha. Hàng này hàng của Korea xuất Nhật. Đó. Hàng ok nè, fan bát Fuji. Đó. Rồi, giá công khai cây này là 650k nè. Đó, 650k. Cây số 1 2 3 4 5 6 7. Cây số 8 650k nha mọi người. Phô nạp. Hàng đề ba cũng ok. Đó. Đẹp bự. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 em ra cho người là một cây hàng đó. Em ra cho người là một cây số 9. Cây số 9 em ra cho người là một cây pencil carbon, cây này hút thịt. Hàng của Suyumi nha nè, hàng của Suyumi, hàng này của Korea xuất Nhật. Hàng Korea xuất Nhật. Thì cây này dài là 1m68, dài 1m68 hai khúc. Lua từ 1.75 g đến 7 g. Đó. Tải dây từ 4 đến 8 lb. Thì độ cứng cái này ra tầm khoảng L. Giá công khai nó bán tại Nhật ra tầm khoảng 8.900 yên, ra tầm khoảng 2 triệu từ Việt Nam nha anh em. Phun hợp có túi luôn. Đây, soi ngoài hình cho anh em xem. Thì cái này hàng của Korea, fan bát là ok, đẹp đẽ. Hàng chính bài chưa qua sử dụng, rất là mới luôn nha nè. Bát rất là đẹp luôn. Hàng Suyumi. Đó, thích hợp cho anh em đi lua chẻm lua nháy hơi. Đánh lóc. Fan là fan Fuji đá xám. Đẹp nha mọi người. Rất đẹp, hàng của Suyumi. Rồi, giá công khai cây số 9, giá công khai là 650k luôn nha anh em. Đó. Rồi, để qua mấy cây bên đây, mấy cây hàng ở đây xịn sò tí. Theo sẽ là cây số 10 nha anh em. Đó, cây số 10 em lên trong người là một cây hàng của Korea. Đó. Cây này dài 1m. Cây này dài 1m8 nha anh em. Cây này dài 1m8. Chất liệu và chất liệu carbon. Fan là fan gold. Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Bugon luôn. Pangon Fuji, bát là bát hãng. Đó, ba cháp. Cây này là một dòng limited gì đó. Đây, anh nè. Đó, cây này dài 1m8, cứng là cứng L. Ngoại hình rất là đẹp nha anh em. Đó, cây này ngoại hình đẹp, hàng giống như hàng trưng bày chưa qua sử dụng luôn. Khúc này bao ni lông nó vẫn còn luôn nè. Đó, bát là cũng đẹp luôn, máy này là máy đứng, đẹp nha anh em. Hẹn coi thì cây này dài 1m8, nặng là 100 g, đọt là 1.6 ly, tải mồi từ 0.8 g đến 6 g, tải dây từ 4 đến 10 lb, giá công khai là 800k nè. Cây số 10 giá công khai là 800k, hàng của Korea xuất Nhật, độ cứng là độ cứng L, thích hợp cho anh em đánh nháy hơi, lùa chẻm, câu mực, lùa mực, câu tôm, câu cá mè, rất là đẹp nha anh em. Giá công khai cây số 10 là 800k cộng xếp nha. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 em lên cho mọi người là một dòng cần của Ryobi. Đó. Cần Ryobi. Cây này hàng của Korea xuất Nhật, mã code đầy đủ nha anh em. Đó. Cây này dài 1m8,
tải dây từ 6 đến 14 lb, tải mồi từ 4 đến 14 gram, độ cứng làm cứng mờ. Hàng này cũng là một hàng Pangol, hàng cực kỳ đẹp anh em, Pangol. Nguyên bộ Pangol luôn. Chất liệu carbon. Bát là bát. Bát là bát Fuji anh em, bát Fuji. Bát cực kỳ đẹp nha anh em. Đây. Đóng chữ Fuji chìm luôn. Cán là cán mút. Anh em yêu màu tím thì lấy cái này về câu khỏi bàn. Bao nổi luôn. Fan cực kỳ đẹp nha anh em. Thì cái này dài 1m8, nặng là 100 gram, tải mồi từ 4 đến 14 gram, tải dây từ 6 đến 14 lb, cái này lọt là 1 đi 5, giá công khai là 800k nè. Cây số 11 giá công khai là 800k, hàng còn cực kỳ mới nha. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng dưới thanh toán, cái hàng lỗi một trong clip lên đó thì em sẽ đăng lại. Anh em cần thì báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem. Hàng ok hết nha, mã code sức đầy đủ. Tiếp theo sẽ là bốn cây hàng này, hàng ok, hàng phân xích. Thì cây số 12 em lên cho mọi người là một cây dòng của Abu đó. Dòng Abu này là dòng Abu Fansit anh em, nó fan này gai dây rất là mượt luôn. Với hạn chế ăn mòn của muối. Anh em. Dòng này dòng Abu của Honnet. Cây này dài 1m98. Mã có sức đầy đủ nha anh em, cán là cán bằng, cán Fuji. Gốc là gốc bằng. Bu fan là fan gold nha, nguyên bộ fan là fan gold hết luôn. Fan gòn lòng fan xít Fuji nha anh em, nguyên bộ fan là fan xít Fuji, con này ba cũng xít luôn. Nhìn cực kỳ ngầu nha anh em. Fuji nha anh em, Fuji xít. Thì dòng này cho anh em đi lua cá lóc, cá chẽm, muống, đánh nhau, câu biển. Dòng này câu biển rất là ok, lô mực. Thì cái này dài là 1m98, tải mồi từ 3 đến 14 gram, tại đọt là 1 ly 4, đọt 1 ly 4, nặng là 100 gram, giá công khai là 1.800.000 nha anh em, 1.800.000. Hàng đánh nháy hơi bao ngon luôn anh em. Đọt này công này rất là dịu nha. Fan coi là fan xích. Tiếp theo sẽ là cây số 13. Cây số 13 là một cây cần được anh máy nhật độ gốc anh em. Bát là bát Fuji tam vàng. Cần này là một cây cần của Abu Honnet. Cây này được độ lên thành 2m1 nha mọi người. Đây, khúc gáp đây. Cần sao nói vậy. Cây này em lấy nguyên zin từ Nhật về. Bát là bát Fuji tam vàng. Độ lên cán 3 khúc. Nó đây, hàng nguyên bản nó là cán bằng. Được độ lên thành cán 3 khúc, chiều dài dài hơn đó. Sau thì em soi anh em vậy đây, cái này cùng thông số anh em. Sau thì em báo anh em vậy thôi, khỏi chạy đâu hết. Thì cái này dài là 2m1 nha mọi người, dài 2m1, fan là fan xích. Độ mới nó rơi tầm khoảng 95% anh em, cực kỳ mới luôn. Mới đẹp nữa, dài 2m1. Độ dài thông số chuẩn, rất là chuẩn cho anh em đi lua á. Fan xít nè, bu xít luôn. Fuji. Nó có sức đầy đủ, hàng cực kỳ đẹp nha mọi người. Gốc đây, gốc là carbon sắn cargo. Thì cái này dài 2m1, tải mồi từ 3 đến 14 gram. Cây này nặng là 140 gram, tải dây từ 4 đến 12 lb. Giá công khai là 1.900.000 nha anh em. Cây số 13 giá công khai là 1.900.000. Hàng cực kỳ ok anh em. Đẹp đẽ, nhìn từ xa bộ hoang xít là khỏi bàn. Tiếp theo sẽ là cây số 14. Cây số 14 em lên cho người là một dòng cần khá là nổi tiếng chuyên về lua. Đây là một dòng cần của hàng MyGap. Em bán dòng cần này cũng rất là nhiều luôn.
bass là bass Fuji anh em, bass Fuji nó đóng chữ chìm thế này đó. Fan là fan Fuji set đó, nguyên bộ fan set luôn, nhìn từ xa đây. Đứt đây, đóng chữ may rắp. Cây này là một cây càng may rắp, chất liệu rồi, chất liệu carbon, sẵn garo. Hàng đẹp nha em, đó, hàng đẹp. Cây này dài 1m89. Dài 1m89. Tải mồi từ 1,75g đến 7g. Đọt là 1 ly 6. Nặng là 100g. Tải dây á, tải dây từ 4 đến 8 lb nha anh em. Độ cứng là tính chỉnh L thôi. Đó, độ cứng L. Thì hàng này anh em đua nháy hơi, đánh kiểm rất độ ok luôn. Đó. Anh em lấy đua mực. Cực kỳ cảm giác luôn. Đó, nguyên bộ fan set. Rất là đánh rất là cảm giác luôn. Đó. Gai dây rất là mượt nha anh em. Một dòng càng có may ráp, càng này phôi chất lượng lua khỏi bàn, bu là bu xít chống sắn. Rồi giá công khai cây số 14 giá công khai là 1,8 triệu luôn nha anh em. Cây số 14 giá công khai là 1,8 triệu nguyên bộ phân xít nha. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 15. Cây số 15 em lên cho người vẫn là một cây hàng của Abu, hàng này full hợp nha anh em, full hợp được tặng thêm cái túi nữa. Túi này quẩy được luôn nha anh em. Để em đọc tổng số và em soi cái túi vào cho anh em xem. Thì cây này dài 2m1, độ cứng độ tướng L. Thu gọn là 96 cm. Thu gọn là nặng là 96g. Đọt là 1 ly 1. Góc là 10. Thu gọn là 109 cm, 2 khúc. Thì cây này tải dây bia từ dây bia 0.6 đến 1.2, tải mồi từ 0.8g đến 14g, độ cứng tương đương với độ cứng L như nè, độ cứng L, thành phần carbon là 98%, mà có sức đầy đủ như nè, thành phần carbon 98%, hàng anh em lua lóc, lua chẽm, mú, nhồng, cây này là túi Abu, có quai đeo nha anh em, hàng nó đi full theo cái cần. Sao em để cho em quậy luôn. Thì cây này là một cây cần Abu. Đây nè. Chất liệu rồi, chất liệu carbon. Carbon sẵn hay da, sẵn nổi. Bát là bát Fuji. Nhà này hàng China xuất nhập nha người, Abu. Sắn cực kỳ đẹp nha anh em, sắn giống như cái trai, phôi là phôi bông, bù chống sắn. Định quỷ luôn nha anh em, hàng cực kỳ đẹp nha, Abu. Rồi, giá công khai cây số 15, giá công khai là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu cộng ship, hàng ok nha. Chất đọt cho anh em xem luôn. Đó tổng cộng 15 cây càng em lên hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào chốt thì em xin hỏi em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn em.